Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với Hồi ức Thời chiến, kênh chuyên kể về những câu chuyện thăng trầm của lịch sử. Anh em thân mến, ngày nay khi nhắc đến hậu quả của thất bại của Mỹ tại Việt Nam, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những con số về nhân mạng, tiền của và cả uy tín, danh dự của nước Mỹ. Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả những gì mà nước Mỹ đã mất tại Việt Nam. Một chi tiết ít người chú ý rằng khi tháo chạy khỏi Việt Nam, Mỹ và cả Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ lại một kho vũ khí khổng lồ. Tất cả chúng đã rơi vào tay quân đội nhân dân Việt Nam, là cơ sở để chúng ta xây dựng một quân đội hùng mạnh, đứng vững trước cả Khmer Đỏ và Trung Quốc trong thời kỳ mà viện trợ của Liên Xô không còn nhiều như trước. Hoa Kỳ thậm chí sau này đã tiếc nuối rằng nếu không bỏ lại nhiều hàng nóng đến thế, nhiều khả năng quân đội Việt Nam đã sụp đổ sau năm 1975. Vậy Mỹ đã bỏ lại vũ khí gì tại Việt Nam? Uy lực của chúng như thế nào? Anh em hãy cùng tôi đi tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay nhé! Không lâu sau khi giành thắng lợi quyết định trước thực dân Pháp ở Điện Biên Phủ năm 1954, Việt Nam lại rơi vào cảnh bị chia cắt. Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa được Mỹ hỗ trợ quyết tâm dập tắt phong trào đòi độc lập ở miền Nam. Chỉ sau một thời gian ngắn, Mỹ đã giúp họ xây dựng một đội quân hùng hậu hoàn toàn do Mỹ trang bị. Ngay sau khi thế trận Pháp tại miền Nam Việt Nam, Mỹ thực hiện viện trợ ồ ạt cung cấp toàn bộ vũ khí trang thiết bị quân sự cho đội quân bản địa. Mỹ đã đầu tư vào canh bạc mà không nắm chắc được kết quả sẽ nhận lại được gì và dẫn tới thiệt hại nặng nề. Từ ngày 18 đến ngày 30 tháng 12 năm 1972, Mỹ đã huy động 193 chiếc B-52 của cả nước Mỹ, tiến hành 663 phi vụ B-52 và 3.920 lần máy bay chiến thuật, trút hơn 100.000 tấn bom đạn xuống Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố thị xã ở miền Bắc với mức độ chưa từng có kể từ chiến tranh thế giới lần thứ hai. Riêng ở Hà Nội, Mỹ sử dụng 441 lần chiếc B-52 cùng nhiều máy bay chiến thuật ném bom hàng chục nghìn tấn bom xuống các khu dân cư, sân bay, nhà ga, bệnh viện, trường học, v.v. Trong 12 ngày đêm, Mỹ đã bị quân và dân Việt Nam tiêu diệt 81 máy bay các loại, trong đó có 34 chiếc B-52, 16 chiếc rơi tại chỗ với tỷ lệ tổn thất hơn 17% trên số B-52 tham chiến, tức là 34 trên 13 chiếc. Không lực Hoa Kỳ còn mất hàng trăm phi công sừng sỏ trong chiến dịch này. Canh bạc mà Mỹ tiến hành với mục đích là đưa Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá đã thất bại nặng nề. Tổng thống Nixon phải ra lệnh chấm dứt ném bom. Trở lại bàn đàm phán ngày 8 tháng 1 năm 1973. Vòng đàm phán cuối cùng diễn ra tại Paris ngày 13 tháng 10 năm 1973. Các bên hoàn thành văn bản của hiệp định, những đợt gặp riêng của ông Lê Đức Thọ, Xuân Thủy, đại diện nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Kissinger, đại diện cho chính quyền Mỹ. Kết thúc ngày 23 tháng 1 năm 1973, Mỹ chấp nhận ký Hiệp định Paris không điều kiện. Ông Lê Đức Thọ và Kissinger tiến hành ký tắt Hiệp định và 4 nghị thư. Ngày 27 tháng 1 năm 1973, bốn bên dự hội nghị chính thức ký Hiệp định, mở ra một trang mới cho lịch sử Việt Nam. Theo Hiệp định, Mỹ phải rút toàn bộ quân đội, nhân viên quân sự, vũ khí trang bị khỏi miền Nam Việt Nam trong thời gian là 60 ngày. Ngày 29 tháng 3 năm 1973, người lính Mỹ cuối cùng rút khỏi Việt Nam, chấm dứt hơn 80 năm can thiệp và trực tiếp đưa quân vào xâm lược miền Nam Việt Nam. Đến đây, chúng ta đặt ra câu hỏi, chính quyền Mỹ đã được gì và mất gì từ cuộc chiến này? Như chúng ta đã biết, B-52 là một bộ ba vũ khí chiến lược của Mỹ, bao gồm tên lửa đạn đạo, tàu ngầm hạt nhân và máy bay ném bom chiến lược. Đây thật sự là một siêu pháo đài bay khổng lồ, một biểu tượng của sức mạnh Hoa Kỳ rất đắt tiền. Chiến dịch Linebacker 2 là một cú áp đảo lớn, một canh bạc tật tay của Hoa Kỳ trong chiến tranh xâm lược Việt Nam. Dĩ nhiên, sự mất mát về vật tư chiến tranh chỉ là một vấn đề nhỏ với Mỹ, vì có thể bù đắp dễ dàng nhờ vào nền công nghiệp đứng đầu thế giới. Tuy nhiên, một nghịch lý xảy ra là bao nhiêu hỗ trợ cần cấp cho quân đội Mỹ và các chư hầu cũng là không đủ, trong khi chỉ một chút vũ khí trưng dụng từ đối thủ đã làm tăng lên sức mạnh của Việt Nam rất nhiều. Vào lúc 17 giờ ngày 26 tháng 4 năm 1975, quân ta đã nổ súng mở đầu cho chiến dịch Hồ Chí Minh. Năm cánh quân của ta đã vượt qua tuyến phòng thủ của địch để tiến vào trung tâm Sài Gòn và chiếm các cơ quan chính trị. Lúc 10 giờ 45 ngày 30 tháng 4, xe tăng và bộ binh của ta tiến vào Dinh Độc Lập, bắt toàn bộ nội các của Việt Nam Cộng Hòa. Dương Văn Minh vừa lên chức Tổng thống vào ngày 28 tháng 4 đã phải tuyên bố đầu hàng. Đến 11 giờ 30 cùng ngày, lá cờ cách mạng tung bay trên Dinh Độc Lập báo hiệu sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh. Thắng lợi này, ngoài những vũ khí được viện trợ của các nước xã hội chủ nghĩa, thì còn có sự góp công của chính vũ khí Mỹ. Một sự thật lịch sử không thể phủ nhận
đó là quân ta đã sở hữu từ vũ khí khí tài vô cùng hiện đại bị Mỹ và tàn dư của chế độ cũ bỏ lại khi tháo chạy khỏi chiến trường Việt Nam. Vậy, những loại vũ khí Mỹ khủng nào đã trở thành chiến lợi phẩm của Việt Nam sau ngày giải phóng 30 tháng 4 năm 1975? 1. Xe bọc thép M113. Chiến lợi phẩm quý giá hàng đầu đối với ta đó là xe bọc thép M113. Đến đầu năm 1975, trong biên chế quân đội Việt Nam Cộng Hòa có khoảng trên 1.500 chiếc M113. Sau chiến thắng ngày giải phóng, hàng trăm xe được biên chế vào lực lượng tăng thiết giáp Việt Nam. Trong đó có khoảng 500 xe M113 còn sử dụng được vào đầu những năm 1970. M113 là một cái tên rất thành công vào thời điểm đó, là loại xe bọc thép có bánh xích lớn nhất. Tính đến năm 1978, hơn 40.000 chiếc đã được sản xuất và chúng được bán rộng rãi cho các đồng minh của Mỹ, ít nhất là 30 quốc gia. M113 được trang bị hỏa lực chính là khẩu súng máy Browning, được đặt trên một tháp pháo ở nóc xe. Tuy nhiên, vị trí này khiến người bắn rất dễ bị thương. Một ưu điểm quan trọng của M113 là lớp giáp trên của nó không có quy trình làm cứng và tôi luyện, giúp đơn giản hóa quá trình sản xuất. Các bộ phận áo giáp duy nhất làm bằng hợp kim thép nguyên chất là cấu trúc lá chắn bảo vệ xạ thủ súng máy trên nóc xe. Tuy nhiên, lớp giáp M113 không có khả năng chống lại vũ khí chống tăng hoặc thậm chí là đại liên, nên nó chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ binh lính di chuyển trên chiến trường trước các vũ khí bộ binh cầm tay. Mặc dù vậy, sau khi tham gia lực lượng tăng thiết giáp, quân đội nhân dân Việt Nam, xe bọc thép M113 đã được quân đội ta gắn thêm súng DKZ 106mm, M40 hoặc DKZ 75mm, K56. Tiếp sau đó, Việt Nam đã thay thế bằng đại liên 12,7mm của Nga. Số xe thiết giáp này đã xuất trận với quy mô lớn và rất hiệu quả trong chiến tranh bảo vệ biên giới từ năm 1977 đến 1979. Có lúc còn lấn át cả vai trò của các loại xe bọc thép khác được Liên Xô và Trung Quốc chế tạo. Nhờ M113, quân đội nhân dân Việt Nam đã nhanh chóng giành ưu thế áp đảo trước quân Khmer Đỏ. Vào năm 2001, nước ta đã tiến hành sửa chữa tổng thể và nâng cấp khoảng 80 xe bọc thép M113. Việc nâng cấp và sửa chữa được thực hiện bằng một số linh kiện mua từ nguồn thương mại và tận dụng linh kiện thu được từ thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Hiện nay, M113 vẫn còn là lực lượng cốt yếu trong binh chủng tăng thiết giáp của Việt Nam. 2. Súng trường. Về vũ khí cá nhân, anh em có biết loại súng trường nào được quân đội Mỹ sử dụng nhiều nhất ở Việt Nam không? Đó chính là M16. Nó được ra đời từ năm 1964 bởi hãng súng Colt. Súng trường tấn công M16 được coi là vũ khí tiêu chuẩn của bộ binh Mỹ trong gần như toàn bộ thời gian diễn ra cuộc chiến tại Việt Nam. Khẩu súng này được thiết kế để phù hợp với cả người thuận tay trái. So với các mẫu súng trường tấn công khác của Mỹ, khẩu M16 rất sang trọng với phần vỏ làm hoàn toàn bằng kim loại, hợp kim và nhựa. Khả năng sát thương của nó là cực kỳ khủng khiếp. M16 có tốc độ bắn tối đa lên đến 950 viên trên mỗi phút. Do sử dụng cỡ đạn nhỏ, tốc độ đầu nòng của viên đạn 5,56 x 45mm là cực kỳ nhanh, lên đến 960m trên giây. Khi đâm xuyên vào cơ thể, phần đầu đạn sẽ bị cản lại trong khi phần đuôi vẫn tiếp tục duy trì được gia tốc di chuyển. Dẫn tới viên đạn sẽ bị lún ngược khi đi sâu vào trong cơ thể. Khi phát nổ, viên đạn sẽ quay 180 độ trước khi bay ra ngoài cơ thể nạn nhân, trong khi đuôi đạn và nhiều mảnh vỡ khác sẽ di chuyển sâu hơn vào bên trong cơ thể. Nếu may mắn sống sót sau khi bị bắn, nạn nhân rất khó để có thể truy tìm mảnh đạn trong điều kiện y tế thời chiến. Tuy nhiên, khẩu súng này cũng có nhược điểm của nó, tỷ lệ kẹt đạn cao do không phù hợp với khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam. Nhiều chi tiết nhỏ khó bảo dưỡng và dễ hỏng hóc, điều này khiến binh lính Mỹ gặp nhiều khó khăn và nhiều khi phải tháo rời cả khẩu súng ra hoặc sử dụng công cụ đặc biệt như kìm để thông nòng súng. Rất nhiều binh lính Mỹ đã tử vong được tìm thấy bên cạnh khẩu M16 bị tháo tung. Theo số liệu quốc tế, Hoa Kỳ đã viện trợ cho lực lượng Sài Gòn khoảng 1 triệu khẩu M16. Khi bỏ chạy, lực lượng Mỹ cũng không ngần ngại vứt hết súng mà chạy. Điều này không chỉ không thay đổi thế trận mà còn gián tiếp giúp quân đội ta thu được nhiều chiến lợi phẩm. Chính vì vậy, số lượng vũ khí ta thu giữ được chắc chắn không ít. Sau khi nhập kho, M16 được sửa đổi để tiếp tục sử dụng. Biến thể của M16 gọi là M18 đã xuất hiện trong biên chế của lực lượng đặc công và cảnh sát biển cũng như dân quân tự vệ Việt Nam. 3. Máy bay quân sự. Tại thời điểm ngày 15 tháng 4 năm 1952, khi chiếc máy bay ném bom chiến lược B-52 đầu tiên xuất xưởng, mỗi chiếc có trị giá 14,43 triệu đô la Mỹ.
nếu tính theo thời giá hiện nay là khoảng 100 triệu đô la Mỹ trên một chiếc. Tổng cộng Mỹ đã sản xuất 744 chiếc B-52. Cho đến nay, chỉ còn 76 chiếc đang hoạt động. Và Mỹ đang đầu tư 11 tỷ đô la Mỹ để kéo dài tuổi thọ của số máy bay B-52 này đến năm 2050. Trong cuộc chiến ném bom 12 ngày đêm, Mỹ tổn thất 34 chiếc B-52 và 47 chiếc máy bay các loại. Chỉ tiếng riêng B-52, theo thời giá năm 2011, Mỹ đã lỗ xấp xỉ 3 tỷ đô la Mỹ. Điều này chưa tính đến việc không lực Hoa Kỳ còn mất hàng trăm phi công sừng sỏ trong chiến dịch này. Chi phí đào tạo mỗi phi công cũng do tốn kém. Tổng cộng, quân đội Hoa Kỳ đã mất gần 10.000 máy bay trực thăng và máy bay không người lái trong cuộc chiến ở Việt Nam. Chính quyền Ngụy Sài Gòn mất 108 máy bay và trực thăng từ tháng 1 năm 1964 đến tháng 9 năm 1973. Điều này chưa tính 877 máy bay của chính quyền Ngụy Sài Gòn bị quân và dân Việt Nam thu giữ trong cuộc tổng tiến công mùa xuân năm 1975. Theo một số nguồn tin ước tính, tổng chi tiêu cuối cùng của Mỹ trong giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1973 cho cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam lên tới 950 tỷ đô la Mỹ, gấp 3,8 lần chi phí của Mỹ trong cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất và chỉ đứng sau chi phí của Mỹ trong chiến tranh thế giới thứ hai. Nếu tính cả chi phí trợ cấp điều trị y tế cho cựu binh Mỹ là khoảng 350 đến 900 tỷ đô la Mỹ theo thời giá năm 2021. Thì nước Mỹ đã tốn kém khoảng 1.200 đến 1.800 tỷ đô la Mỹ cho cuộc chiến tranh tại Việt Nam riêng. Trong năm 1968, chi phí cho cuộc chiến tranh Việt Nam đã tiêu tốn 2,3% GDP của Mỹ. Trong cuộc chiến tranh này, phía Mỹ đã có 58,3% quân nhân thiệt mạng. Cái gọi là thành lũy ngăn chặn do Mỹ dựng lên ở Đông Nam Á đã sụp đổ hoàn toàn. Miền Bắc Việt Nam anh dũng kiên cường đối đầu với cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của Mỹ, vẫn vững vàng là hậu phương vững chắc cho miền Nam đánh Mỹ. Chưa kể đến việc Mỹ đã viện trợ trực tiếp vào các cơ chế ưu đãi cho giới tư bản miền Nam. Mỹ đã đổ một lượng hàng tiêu dùng khổng lồ vào miền Nam Việt Nam, tạo dựng một bức tranh phồn vinh giả tạo. Tuy nhiên, bên trong hầu như không có động lực phát triển kinh tế. Nguồn viện trợ khổng lồ và gần như là không hoàn lại đã tạo điều kiện cho vô số quan chức sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa kiếm bộn tiền nhờ tuồn hàng ra hệ thống chợ đen ở Gia Định, Chợ Lớn, Tây Ninh. Từ những mặt hàng thiết yếu như thuốc men, thực phẩm đến cả vũ khí cũng đều có thể đem bán nếu khách mua có đủ tiền. Không chỉ vậy, sau khi quân đội Mỹ chính thức tham chiến, không thiếu trường hợp binh lính Mỹ cũng bòn rút hàng hóa trong kho đi tiêu thụ. Với phương châm lấy vũ khí địch đánh địch, nguồn cung này là vô cùng hữu ích cho mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam. Hầu hết, vũ khí Mỹ sau khi được quân giải phóng mua từ tiền của Việt Nam Cộng Hòa được trở đến các kho tàng bí mật trong vùng giải phóng. Sau chiến tranh, có khoảng 50 chiếc máy bay bị quân ta thu giữ làm chiến lợi phẩm. Đặc biệt, có khoảng 20 chiếc UH-1. Tính đến tháng 5 năm 1975, bộ đội ta đã thu được khoảng 877 máy bay, trong đó có khoảng 20 chiếc đang trong tình trạng tốt và có thể sử dụng được ngay. Riêng ở sân bay Tân Sơn Nhất, do tháo chạy quá vội vã, quân đội Mỹ đã bỏ lại 76 máy bay vận tải quân sự và 206 máy bay chiến đấu. Tất cả những chiếc máy bay này đã trở thành tài sản quý báu của quân đội Việt Nam, là nguồn lực quan trọng để xây dựng lực lượng không quân Việt Nam trong tương lai. 4. Hải quân. Nếu như lực lượng vũ khí lục quân và không quân thu giữ được rất nhiều, thì riêng đối với hải quân ta chỉ thu được một số lượng hạn chế. Do khi thua trận, lính quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã lấy tàu chiến, tàu vận tải và tàu đổ bộ làm phương tiện để bỏ chạy ra nước ngoài. Tuy nhiên, một số lượng tàu lớn vẫn thu giữ lại và đưa vào sử dụng. Trong số này có tàu khu trục hộ tổng lớp S với lượng dạ nước là 1.590 tấn, một khinh hạm Banegas với lượng dạ nước khoảng 2.500 tấn và một số tàu chiến cỡ nhỏ khác. Tất cả những tàu chiến này đều là loại tàu do Mỹ sản xuất, nên hệ thống vũ khí trên tàu không phù hợp hoàn toàn với quân đội Việt Nam. Tuy nhiên, sau năm 1975, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã tự cải thiện một số tàu bằng cách thay pháo Mỹ bằng pháo do Liên Xô sản xuất, trang bị thêm tên lửa đối không tầm thấp. Thậm chí, có tàu đã thử nghiệm trang bị tên lửa hành trình chống tàu mặt nước để tăng sức mạnh. Ngoài ra, có vô số bom, tên lửa, rocket, lựu pháo, pháo tự hành, xe vận tải súng phóng lựu, máy móc, linh kiện máy bay và nhiều hơn nữa bị quân đội Mỹ bỏ rơi trên đường tháo chạy khỏi Việt Nam. Theo các chuyên gia, số vũ khí mà Hoa Kỳ để lại tại chiến trường Việt Nam ước tính lên đến gần 40 tỷ đô la Mỹ. Đây rõ ràng là một con số cực kỳ lớn nếu so sánh với cả chi tiêu quốc phòng của Việt Nam ta năm vừa rồi. Hiện nay,
Global Firepower xếp Việt Nam ta ở vị trí quân đội mạnh thứ 19 thế giới, một con số rất cao so với tiềm lực về kinh tế, lãnh thổ của ta. Không quân Việt Nam, theo GFP, có số lượng máy bay đứng hàng 33 trên tổng số 137 nước và vùng lãnh thổ. Lục quân cũng là một thế mạnh khác của Việt Nam, với số lượng xe tăng chiến đấu xếp ở vị trí thứ 10 trên tổng số 137 nước và vùng lãnh thổ. Hiện nay, Quân đội Nhân dân Việt Nam có lực lượng thường trực gồm bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương với tổng quân số khoảng 450.000 người và lực lượng quân dự bị khoảng 5 triệu người. Ngoài ra, lực lượng vũ trang Việt Nam có 318 đơn vị trên không, trong số đó là 216 chiếc là máy bay chiến đấu, 140 chiếc là máy bay trực thăng. Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng có 2.575 xe tăng, 2.530 xe bọc thép, 350 đơn vị pháo binh. Trên biển, quốc phòng của Việt Nam được đảm bảo bởi 65 tàu thuộc nhiều tầng lớp khác nhau. Việt Nam cũng có hàng trăm hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển các loại. Tuy nhiên, chúng ta không sở hữu tên lửa đạn đạo hay tàu sân bay. Sẽ thật buồn cười nếu kết luận sức mạnh Quân đội Nhân dân Việt Nam chỉ qua những con số thống kê về binh lực, khí tài. Bởi nếu chiến tranh quyết định bằng số lượng thì Việt Nam ta đã thua Pháp, Mỹ hay Trung Quốc từ lâu rồi. Hãy cùng nghe nhận xét của các tướng lĩnh hàng đầu thế giới để biết quân đội Việt Nam mạnh cỡ nào. Trung tá Pháp Marcel Bigot, sau này là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp, đã có kinh nghiệm 9 năm chiến đấu ở Đông Dương, tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ từ lúc xây dựng cứ điểm cho đến khi đầu hàng, đã bày tỏ sự kính trọng của mình với Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tôi đã thấy họ khởi sự từ những khẩu súng bất kỳ như súng săn, và sau đó tháng này qua tháng khác, họ được tổ chức thành những nhóm nhỏ, rồi từ các nhóm nhỏ thành trung đội, từ các trung đội lên đại đội, từ đại đội lên tiểu đoàn và lữ đoàn, và cuối cùng là thành các sư đoàn đủ quân. Tôi đã thấy tất cả những điều này và tôi có thể nói với các vị rằng họ đã trở thành những người lính bộ binh vĩ đại nhất trên thế giới. Những người lính dẻo dai này có thể đi bộ 50 km trong đêm tối bằng sức của một bát cơm, trên những đôi giày bata và hát vang trên đường ra trận. Theo quan điểm của tôi, họ đã trở thành những người lính bộ binh ngoại hạng và họ đã đánh bại được chúng ta, quân đội Pháp. Thiếu tá đặc nhiệm Mỹ Charles A. Beckwith từng tham gia chiến tranh Triều Tiên rồi sau đó tiếp tục sang Việt Nam tham chiến, đã ca ngợi Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được 200 người lính như họ. Họ là những người giỏi nhất mà tôi từng thấy. Họ tận tâm và thuộc loại cử khôi. Tôi chưa từng thấy lính nào giỏi như họ. Tướng Marine Mark Pick, tham mưu trưởng không quân Hoa Kỳ, từng là phi công chiến đấu ở Việt Nam. Trong phim The Vietnam War, ông kể lại bằng phương tiện quan sát hiện đại gắn trên máy bay, ông ta có thể săn lùng những chiếc xe vận tải của Việt Nam như săn thỏ. Nhưng bắn nhiều rocket, thả nhiều bom đến như vậy, nhưng không lực Mỹ vẫn không tài nào ngăn nổi sự vận chuyển trên đường Trường Sơn. Cho đến nay, Marine Mark Pitt nói rằng ông vẫn còn tức nghẹn tới cổ và kết luận ông đã ủng hộ nhầm phe. Nếu có thể được thì ngày ấy ông nên chiến đấu cùng đội ngũ với các chiến sĩ can trường, quả cảm ở bên phía Việt Nam. Trong một cuộc khảo sát sau cuộc chiến với các sĩ quan Hoa Kỳ từng phục vụ trong chiến tranh Việt Nam, 44% đánh giá quân giải phóng miền Nam Việt Nam là thiện chiến và gan góc. Một sĩ quan nhận xét, có một khuynh hướng đánh giá thấp đối thủ. Trong thực tế, họ là địch thủ giỏi nhất mà chúng ta, tức quân đội Mỹ, từng phải đối mặt trong lịch sử. Có thể nói trên giấy tờ, quân đội ta không phải là mạnh nhất thế giới, nhưng trên thực tế, chúng ta đã đánh bại những đội quân hàng đầu. Đó mới chính là sức mạnh thực sự của Quân đội Nhân dân Việt Nam, sinh ra từ nhân dân và vì nhân dân mà chiến đấu. Và thời lượng dành cho video ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được tạm dừng tại đây. Câu hỏi của video ngày hôm nay đó là, theo anh em, quân đội Việt Nam sẽ mạnh hơn khi dùng vũ khí Liên Xô hay Mỹ? Hãy comment ý kiến ở bên dưới để cùng thảo luận nhé. Cảm ơn anh em đã ở lại theo dõi đến phút cuối cùng. Mời anh em xem thêm những video hay nhất của Hồi ức Thời Chiến đang được hiển thị trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em.